khi bạn nhận ra cuộc đời của bạn chỉ là những vòng tròn khép kín, chìm nghỉm giữa dòng đời xô bồ. Đôi lúc, con người ta cũng cần một chút thời gian để sống chậm, nhìn lại những gì đã qua. Đôi lúc, trong một bản nhạc sôi động lại có những khoảng lặng để đọng lại chút dư âm cho người nghe, tĩnh lặng, suy xét và cảm nhận. Và rồi bất chợt bạn bắt gặp cuốn sách đó. Trong khoảnh khắc ấy, mọi kỷ niệm chợt ùa về. Những lúc ấy lại thèm lắm tiếng cười đùa của lũ bạn hàng xóm, muốn quay về với khoảng đất trống năm nào. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, để trở về với giấc mơ ngày xưa. Bút mực chuyện tranh, những gói bằng ngô trong ngăn bà. Cho tôi xin về lại thời tập tô, để vẽ ông mặt trời hiền như cuộc sống vội vã ở hiện tại đã khiến ta lãng quên tuổi thơ tươi đẹp. Do đó, mỗi ngày chúng ta hãy dành ra một chút thời gian nhỏ nhoi để suy ngẫm, để hoài niệm về nó. Rồi khi đó, các bạn sẽ được trở về với tuổi thơ tưởng chừng như đã bị lãng quên từ lâu. Chỉ với 63.000 đồng, cuốn sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh sẽ đưa bạn về với thời thơ ấu vô tư, vô lo, chạy nhảy tung tăng hay những thời gian vui đùa bên những bạn bè thân thiết. Cuốn sách vinh dự được nhận giải thưởng văn học ASEAN năm 2010, hiện đang là cuốn sách được yêu thích bởi mọi lứa tuổi và bán chạy nhất với hơn 300.000 bản. Hãy tìm kiếm cuốn sách của chúng tôi trên mọi hệ thống cửa hàng sách trên toàn quốc. Cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, sóng trôi.